anh ra rồi. Thank you.
bò ra là biết chúng đã dồn về cuối hang và đang tìm cách thoát thân. Lúc này người ta không đào thêm mà xách nước đổ vào cho ngập miệng hang, chuồng ngợp nước sẽ tự động chui ra. Khi đó chúng đã yếu sức, không còn nhanh nhẹn nên rất dễ bắt. Tôi cũng tham gia cùng với người lớn việc canh chuồng, hễ thấy con nào định thoát thân là chặn lại ngay. Tuy có hơi sợ một chút nhưng vì tính hiếu kỳ và thích vui nhộn nên cũng ráng làm gan. Từ từ quen dần, gặp chuột là không ngần ngại mà bắt chúng bằng tay luôn nữa. Người dân bắt chuột theo kiểu đào hang là không bao giờ đập cho chúng chết như gài rập đất. Phải bắt sống vì số lượng nhiều cần được rộng lại hoặc đem bán, chứ không ăn hết một lần được. Còn người chuyên đi bắt chuột đồng để bán thì thường sử dụng cách gài rập chì rập sát hơn, vì cách này có thể tự đi gài một mình và lượng chuột cũng khá nhiều, và hơn hết là bắt sống được chúng. Người gài rập sát rập chì rất siêng năng tỉ mỉ, họ tìm theo lối mòn chuột chạy để đặt rập. Và một đêm người gài chuột phải đặt đến mấy trăm cái lồng. Cực nhọc vất vả là thế, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn vui tươi, bởi người dân quan niệm lao động chân chính là vinh quang, và họ thầm biết ơn thiên nhiên đã mang đến cho họ nguồn sản vật dồi dào này để họ có được công việc mưu sinh. Còn sống được cân hoặc là đếm cho các thương lái chủ vựa chuột rồi phân phối đi các nơi khác. Chuột đồng xứng danh là đặc sản miền Tây bởi thịt chuột rất đa dạng trong chế biến và đặc biệt là món nào cũng ngon. Răng của chuột đỏ khá đắt trong răng, tiện tay gặt vài trái ớt đặt ít cộng bạc hà là có thể chế biến được món chuột nấu canh chua, chuột kho rau răm. Còn ở các nhà hàng, người ta nghĩ ra thêm nhiều món từ chuột đồng cho phong phú để thu hút thực khách, như chuột ép lá chanh, ăn thử, rau muối.
cộng với thịt của loài chuột đồng hoang dã mà có biết bao hương vị khiến người xa quê còn nhớ mãi. Từng thớ thịt chuột còn ngọt liệm, dai dai, nhiều người còn ví ăn thịt chuột ngon như ăn thịt gà vậy. Có câu nhất nướng, nhị chiên, tam xào, tứ luộc. Nói tới món gì cũng không ngon qua món nướng. Nhất là khi ăn chuột đồng mới bắt về còn tươi. Thịt chuột đồng vừa sạch, vừa thơm hương vị đồng quê xứ sở. Các món ăn từ chuột đồng đã gắn liền với người dân quê tôi từ bao giờ. Và đối với chúng tôi, đó là món đặc sản vừa gần gũi vừa thơm ngon. Những kiểu thưởng thức món ăn dân dã như thế này làm sao dễ tìm được giữa nơi phố thị ồn ào. Những lo toan của cuộc sống dần cuốn con người vào quỹ đạo của những hành trình vội vã tất bật. Làm sao có nhiều thời giờ để ung dung thoải mái thưởng thức và cảm nhận thiên nhiên qua từng nhịp đập của thời gian.